Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cái channel của mình đây. Hôm nay thì mình chơi Tom Friend nhỉ? Tom Friend, đúng không? Ta sẽ cho chú cho mình 8 đây nhỉ? Ok, ta sẽ rửa sạch sẽ luôn. Trồng cây nhá. Wow, bà cái cảnh rất là đẹp luôn kìa. Chú này cũng ra trồng cây luôn đi. Wow, bà cái cảnh rất là đẹp luôn. Rồi, mình sẽ phụ chú ấy một tay nhá. Các bạn nhớ sau khi trồng cây xong thì nhớ tưới nước cho cây nhá. Ở đây có cái gì nhỉ? Ui, một đống rác kìa. Wow, một đống rác thế. Bạn này dọn đống rác này nhá. Ôi, được cái mũi. Wow, đẹp quá nhỉ các bạn nhỉ. Trang trí đây luôn. Chú này cũng làm gì ạ? À, đây rồi. Có công việc để làm rồi. Bạn này đi vào đây nhá. Đi chơi game thôi. Chúng ta sẽ đi đánh đàn này. Đây đi, chúng ta sẽ đánh một bản nhạc mới nhá. Wow, rất chỉ là hay nhờ các bạn nhờ. Thank you.
Wow. Rồi chúng ta đánh đánh một bản nhạc mới. Ôi, một bản nhạc con ngựa luôn. Đi đâu đây? Đang chơi bóng bay kìa. Cũng chưa có gì à. Rồi mình sẽ tìm trò chơi cho chơi nhá. À, chơi bóng rồi đấy. Rồi chơi cát cũng được nhỉ. Ở đây nhá, bẩn quá các bạn nhỉ. À, chú ơi đi đi chơi đá bóng. Ok, hò bạn xem mình đây nhá. Ui à, ui quá giỏi đấy nhá. Xin nhé.
Rồi mình sẽ thay quần áo cho hết tất cả mọi người luôn nhá. Đây là cái nào đi đâu nhờ. Đâu là vì sao á. Ok. Thôi mình sẽ xin clip ở đây để bạn thấy ở đây thì mình đăng ký và subscribe để ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn.